Tin mừng Chúa Giêsu Thiên Tôn Thiên Thánh Gioan. Đức Giêsu thấy ông La-tha-la-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông La-tha-la-en hỏi người: Làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời: Trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông La-tha-la-en nói: Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp: Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Suy niệm: Con người thời nay thích coi thiên thần như sản phẩm của trí tưởng tượng. Theo giáo lý, thiên thần là thụ tạo thiên linh được tạo dựng để chuyên lo phụng thờ Thiên Chúa, được sai đi để trợ giúp con người đạt được ơn cứu độ. Và vì hầu cận Thiên Chúa trong triều đình thiên quốc, các ngài phản ánh phần nào vinh quang của Thiên Chúa. Trong phúc âm, nhiều lần Chúa Giêsu khẳng định sự hiện hữu thực sự của các thiên thần gắn liền với chức vụ phụng thờ Thiên Chúa. Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người, và đặc biệt ba vị tổng lãnh thiên thần được tôn kính với danh xưng gắn liền với sứ mạng đặc biệt của các ngài: Mi-ca-ên, ai bằng Thiên Chúa, là đấng bảo trợ đặc biệt cho hội thánh; Ga-bi-ên, anh hùng của Thiên Chúa, vị sứ giả được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho đức trinh nữ Maria; Rafael, Thiên Chúa chữa lành, vị lương y đã giữ gìn và cứu chữa cho hai cha con Tobia. Hôm nay chúng ta hãy hướng về các thiên thần, noi gương các ngài, tin yêu, trông cậy, phụng thờ Thiên Chúa để nhờ đó ta được quy hướng mọi sự Chúa, thuộc về Chúa trong mọi sự, biết gắn bó với Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Ta nên nhớ phải sống sao cho tốt đẹp, thánh thiện, vì mỗi chúng ta có một thiên thần bản mệnh đồng hành gìn giữ, gọi là thiên thần bản mệnh. Chúng ta cũng hãy nghe theo sự hướng dẫn của ngài. Lạy các tổng lãnh thiên thần, chúng con nguyện vâng nghe lời các đấng. Xin các đấng giúp chúng con biết làm lành, lắng giữ,